Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Đảm Đang Khéo Léo. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy rằng trong tất cả các loại thức uống thì một loại thức uống tại Việt Nam được mọi người ưa chuộng đó chính là uống trà. Trà Việt Nam thì thường là uống trà mạn, là trà chát, và nó cũng sẽ giúp cho chúng ta tỉnh táo hơn. Đối với người có tuổi thì trà đối với những ai mà thích tỉnh táo vào buổi sáng, mọi người cũng sẽ pha một ấm trà vào buổi sáng. Trà thì cũng sẽ có rất là nhiều những cái tác dụng của nó, và có rất là nhiều những cái loại trà khác nhau. Hay như là chúng ta cũng có thể thấy là có những cái loại trà ướp hoa như là trà hoa nhài, trà hoa ngâu, rồi có một cái loại trà cũng khá là nổi tiếng và được nhiều người yêu thích, đó chính là trà hoa sen. Trà sen thì cũng sẽ có rất là nhiều những cái cách uống, ví dụ như là trà sen khô, rồi cũng có là trà sen sổi, tức là trà được ướp trong bông hoa sen. Hương Quỳnh thì cũng đã đi rất là nhiều nơi uống rất là nhiều những cái loại trà khác nhau, thì thấy là trà ướp sổi, tức là trà ướp trong bông hoa sen á, thì nó sẽ có một cái hương thơm khá là thanh mát, và nó cũng khiến cho chúng ta cảm thấy rất là dễ chịu, đặc biệt là vào những cái ngày mưa mà uống một cái chén trà như vậy thì cũng thực sự cảm thấy rất là thư giãn và thoải mái. Dạ vâng, em thì không có thích uống trà nhiều. Tại vì trà giống như chị Quỳnh nói, phần lớn trà mà mọi người hay uống và bán ở ngoài mà khi mình tấp vô lề đường mình uống là cái trà mình gọi là trà mạn, trà chát. Cho nên thực ra là cái ấn tượng của em về trà nó không có được nhiều. Thế nhưng mà có một cái loại trà mà em nhà em hay sử dụng nhất, mà đến Tết mà hay mời khách nhất, đó chính là trà sen này nè. Nhà em có một người cũng kiểu như là người chị chơi cũng rất là thân, và cứ đến Tết là chị sẽ biếu những cái trà sen, trà được gói trong một cái lá sen mà nó khô và hút chân không lại á. Ban đầu mình cũng không ấn tượng gì nhiều, nhưng mà khi mà uống vào rồi thì mình mới thấy thật là nó không hề bị chát rồi bị đắng giống như cái loại trà mà mình đã từng uống trước đó. Nó có một cái hương vị rất là thanh thanh, và khi uống vào cái hậu nó còn lại nó hơi dịu dịu và nó hơi ngọt ngọt, nó cũng không có quá cắt nữa. Cho nên vì vậy em thấy là trà sen này nếu như mua đúng chỗ thì mình sẽ có thể thưởng thức được trọn vẹn cái hương vị của nó, và nó cũng không quá kén người sử dụng. Còn với Phương Anh thì sao? Em thì thích cái cách mà người ta làm, tức là em hay xem những cái clip, hoặc là bản thân em cũng có một người chị quen ở cùng với cơ quan của mình thì cũng rất là thích làm trà. Thì cái cách mà người ta nâng niu cái bông hoa, rồi là tách từ cái cánh hoa và cho trà vào, rồi là gói lại, rồi còn phải ngâm, hình như anh còn phải hứng nước xương hay như thế nào, đúng không ạ? Rất là nhiều những cách thức em thấy là rất là tỉ mỉ. Còn em thì thực ra thì em không uống được quá nhiều trà, bởi vì em là người mất ngủ rất là nhiều. Thì em chỉ cần uống một chén trà thôi thì xác định luôn là em có thể 7-8 tiếng sau sẽ không ngủ nghe gì được. Nhưng mà em thích ngửi, thích xem mọi người làm trà, thích xem mọi người uống trà. Và nếu như có phải uống một cái thức gì đấy của sen thì em sẽ hay uống cái nước tâm sen, bởi vì cái nước đó thì lại có thể giúp cho em có một cái giấc ngủ rất là ngon. Uống tâm sen thì đúng là thường dễ ngủ hơn. Còn uống trà thì thật ra vì trong trà nó sẽ có ta lanh, là một cái chất giúp cho chúng ta có thể tỉnh táo hơn. Và thường chỉ có duy nhất là trà ô long thì sẽ là cái trà mà đã loại bỏ ta lanh rồi, hoặc là những cái loại trà mà ủ thì sẽ là trà loại bỏ ta lanh. Còn đối với cả trà sen thì vẫn là còn giữ được cái ta lanh, nên là nó cũng sẽ khiến cho chúng ta tỉnh táo hơn và dễ gây mất ngủ ở những người không quen. Đối với trà sen ướp sổi thì mọi người sẽ hay có cái xu hướng là cho luôn cả cái bông hoa sen vào. Chị thấy ở một số nơi là sẽ cho bông hoa sen vào, thậm chí là cho cái gạo sen vào. Tuy nhiên thì cho gạo sen vào thì nó sẽ làm cho cái vị chát của trà nó bị tăng lên. Thế nên là chúng ta để uống được một chén trà sen trọn vị nó cũng sẽ tỉ mỉ mất công, giống như là cách làm nên một cái bông sen. Và uống trà sen như thế nào cho đúng cách thì ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trà bông sen tươi hay còn gọi là trà sen sổi là loại trà được ướp bằng cách cho trực tiếp trà khô vào trong bông hoa sen còn tươi, sau đó dùng lá sen bọc một lớp ở ngoài bông sen, cắm cuốn sen vào trong nước sạch để trong mát và ủ qua đêm. Để pha được một ấm trà sen thì đầu tiên chúng ta cần tráng toàn bộ ấm chén bằng nước sôi. Sau đó lấy bông sen tươi đã ướp trà bóc ra. Sử dụng thanh tre để bóc tách. Nước sôi già để tự nguội còn khoảng 90 đến 95 độ.
để nước trà không bị nồng, đổ nước cao tay thành dòng lớn để nước trà được hòa đều. Ủ trà 30 giây rồi rót hết ra ấm chuyên hoặc chén tống. Để nước trà hòa đều rồi mới rót ra các chén nhỏ, như thế các chén nước không bị đậm nhạt. Pha trà cách này, thời gian ngâm trà ngắn, nước xanh đẹp, hương không nồng gắt, bảo tồn dược tính của trà.